Mình đôi khi nhá, cái cách làm nghiên cứu này này, đôi khi mình cần phải xoay chuyển để làm sao đấy nó thuận lợi cho mình. Đấy. Chứ anh em mà cứ tự làm khó. Trong Systematic Review và Meta Analysis em thấy người ta thu thập effect size là OR hoặc RR từ các nghiên cứu, sau đó thực hiện Meta Analysis để có được kết quả chung. Thầy cho em hỏi trường hợp sau có được gọi là Systematic Review và Meta Analysis không? Trường hợp sau là trường hợp nào em? Thu thập dữ liệu về mối tương quan giữa phơi nhiễm nồng độ PM2.5 trong không khí và tỷ lệ nhiễm COVID từ các nghiên cứu. Ví dụ, dữ liệu thu thập được từ từng nghiên cứu là nếu nồng độ PM2.5 trong không khí tăng x microgram trên mét khối thì tỷ lệ nhiễm COVID tăng lên y%. Sau đó ta tính giá trị trung bình của các nghiên cứu để có kết quả chung. Thực ra như này em này, với những cái mà em vừa nói ấy, cái đấy nó gọi là liên quan đến PM2.5 và COVID, nó giống như kiểu là các nghiên cứu dạng nghiên cứu sinh thái ấy. Thế vừa rồi có một cái nghiên cứu mà thực tế họ cũng đăng ở trên một cái tạp chí cũng rất uy tín ấy, tức là cái việc là cái tiêu thụ sô cô la liên quan đến cái giải Nobel đấy. Thế sau đó thì rất là nhiều các nhà khoa học họ châm chọc cái nghiên cứu vui vẻ đấy. Thế thì cái mà em làm ấy là nó cũng hơi dễ rơi vào cái tình huống đấy. Thế nhưng bây giờ mình bỏ quên để đi nhá. Giả sử như là cái nghiên cứu của em nó làm cái điều gì đấy thực tế mà có ý nghĩa. Và em hỏi là cái việc em thu thập như này thì nó có phải là systematic review hay không, đúng không? Thế thì trước khi mà em hỏi cái điều đấy thì em dùng đúng những cái từ khóa này. Em hỏi cái thì tôi không biết được. Tại vì tôi không biết là thực tế ở trên thế giới họ có làm hay không, mà họ có quan tâm đến cái điều này hay không. Thì thay vì em hỏi tôi như này, thì em thứ nhất là em xem cái video tôi đã hướng dẫn về cái phần mà systematic review đọc các cái kết quả đấy, đúng không? Thì cái phần effect size về OR, RR là tôi đã nói rồi đấy. Và hai nữa là gì? Là em đọc, em dùng cái từ khóa, em tìm hiểu xem là có những cái systematic review nào về cái vấn đề mà em đang quan tâm hay không, thì mình có thể học theo họ, đúng không? Học theo cái cách của họ. Đấy. Thì cái nguyên tắc, cái vấn đề sâu xa ấy, của cái systematic review ấy, thường thì họ sẽ tập trung trên cái đối tượng, gọi là cái từng cái đối tượng cụ thể hơn là trên cái nhóm, đúng không? Ở đây thì em làm này đang bị là gì? Là nhóm, nó cái tỷ lệ không khí cái thứ nó đang là trên là nhóm, trên là các cái nhóm hơn là trên cái từng cái cá thể một. Đấy thì xem lại cái đấy một chút. Trần Mậu Phong, thầy cho em hỏi em có biến gãy một tay và gãy hai tay thì trên mẫu tổng số lượng thì chọn thế nào cho hợp lý? Thực ra như này, cái của em nó liên quan đến cái việc là đối tượng nghiên cứu, đúng không? Thế thì đối tượng nghiên cứu của em là một tay hay là hai tay? Thế thì đối tượng nghiên cứu là cái gì đấy thì em sẽ phải phân biệt nó rõ nó ra. Bởi vì trên thực tế như này này, nếu mà một cái người mà họ gãy một tay thì rõ ràng là cái đặc điểm rồi, thì cái đặc điểm về bệnh học, rồi thì đặc điểm về bệnh học, rồi thì các cái vấn đề mà liên quan đến can thiệp xử trí nó sẽ khác với người một tay, đúng không? Cái người gãy hai tay khác với người một tay. Thế thì theo tôi khi em làm nghiên cứu ấy, thì em cố gắng là có thể tách hai cái nhóm đấy ra thì sẽ tốt hơn, đúng không? Đấy, thì khi mà tách nó ra rồi thì lúc đấy mình chả cần phải băn khoăn về cái việc là một tay hay là hai tay nữa. Đấy. Với lại hai nữa là chú ý nhé, chú ý xem là cái nghiên cứu của mình nó theo cái định hướng nó là cái gì nhé. Nếu cẩn thận cũng là bị gọi là cái vấn đề nghiên cứu và cái đối tượng nghiên cứu nó không rõ ràng. Đấy, thì nó cũng không đâu vào đâu cả. Đấy, Trần Mậu Phong nhé. Đấy, Mỹ Trần hỏi là nghiên cứu Delphi là gì chịu? Đấy. Tôi cũng chả biết nghiên cứu Delphi nữa là cái gì. Nó có nhiều cái cách tiếp cận về nghiên cứu lắm. Đấy, muốn biết nghiên cứu Delphi là gì nhé, tôi sẽ hướng dẫn cách để hiểu là nghiên cứu Delphi là gì. Nghiên cứu Delphi là gì? Đấy, mình vào đánh chữ nghiên cứu Delphi này, xong vào Google tìm này. Đấy, đôi khi tôi cũng chả biết đâu. Đấy. Đấy. Quy tắc KMS này, chả biết nó là cái gì. Đấy, phân tích Delphi này, đúng không? Có phải em hỏi cái này đó? Là phương pháp bao gồm nhóm quá trình thực hiện nhằm đảm bảo việc nhất trí cao trong dự báo trên cơ sở tiến hành một cách nghiêm ngặt, năng động, linh hoạt trong nghiên cứu. Đề phi, phân tích đề phi chứ đúng không? Liên quan đến ra quyết định các thứ gì đấy. Dự báo gì đấy. Đúng không hả Mỹ Trần này? Có phải cái này không? Còn nếu mà mình cảm thấy chưa ổn nhá thì mình có thể nói là what. Đấy, what is Delphi chẳng hạn. Delphi software này. Hoặc là Delphi Analysis này. Đây. Đây, định nghĩa này. Cái này là để tiên lượng cái gì đấy. Chắc là em không phải trong ngành y à? Mỹ Trân không phải trong ngành y đúng không? Thực ra có một bạn ấy hỏi là thưa thầy em muốn hỏi là cái bảng 3x2 thì có tính được OR hay không? Thế thì OR em cần phải hiểu cái tư duy là OR nó là cái gì chứ đúng không? OR nó là cái gì? Thế nó có cái phần mà hướng dẫn về cái tính OR đấy. Cái bản chất OR thì mình tính ở trên cái bảng 22 thôi đúng không? OR để mình tìm hiểu xem là cái odds ở trên cái nhóm nhóm bệnh so sánh với cái odds ở trên những nhóm không bệnh. Đấy. Thì tôi đã có cái video rồi đấy. Đấy. Anh em cứ thích làm tự làm khó mình thôi đúng không? Mình đôi khi nhá, cái cách làm nghiên cứu này này, đôi khi mình cần phải xoay chuyển để làm sao đấy nó thuận lợi cho mình. Đấy. Chứ anh em mà cứ tự làm khó mình thì làm sao ấy được. Giống như cái cầu thủ khi mà nó dẫn bóng luôn, khi dẫn bóng xuống cái khung thành của đối phương thì sau đó mình cần phải truyền cho cái đồng đội của mình ở cái tư thế mà thuận lợi thì lúc đấy mới sút bóng mới vào gôn được. Thế thì nếu mà giả sử như là khi mình dẫn bóng đến gôn mà sau đó thì mình lại cố gắng mình sút thì ở phía trước này nó rất là nhiều cầu thủ khác sút không vào, hoặc là truyền cho những cái đồng đội của mình lại đứng ở cái vị trí không tốt thì sút nó sẽ không vào lưới được. Thế thì khi chúng ta làm nghiên cứu cũng vậy. Thế thì thay vì là chúng ta cứ nhăm vào một số những cái thứ mà nó rối rắm đấy, thì nếu mà bạn nào bạn thông minh ấy, thì họ có thể biết cách là lách nó ra. Mình vẫn có thể làm nghiên cứu về cái vấn đề đấy, nhưng mà mình lựa chọn cái cách nhìn hay là mình lựa chọn cái tư duy để làm sao cho biến những cái thứ phức tạp đấy trở nên đơn giản. Sau đó thì mình giải thích về cái điều đó thì nó vẫn được mà, đúng không? Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.